Bây giờ là 6 giờ sáng ở giữa lõi rừng, khu rừng đặc dụng Sao La, Quảng Nam. Và các anh Diệp Lâm đang dậy sớm nấu nước, uống ăn sáng để chuẩn bị bắt đầu lên đường đi tuần tra. Thì theo muối để trữ từ hôm qua đến giờ, nhìn rất là tươi ngon ạ. Bạn Vinh, Diệp Lâm nhỏ tuổi nhất, đang đánh răng bên vòi nước. Nước rất trong. Đây là phần thịt muối của những ngày qua của chúng tôi và những ngày sắp tới, nên Nhật đang rửa lại để mang luộc lên cho khỏi bị hư. Thịt tươi rất ngon. Bạn có thể thấy cái bàn đá uống trà buổi sáng của chúng tôi gồm có 6 cái ghế ngồi, là 6 cục đá bên bờ suối. Và trong kia là lán trại bên rừng. Vinh đang làm để phần thịt của các anh đi công tác hôm nay. Thịt nước mắm gia vị rồi nhào trộn lên. Nước mắm sẽ thấm đều với phần thịt. Thiết cài nhỏ kia, nồi nhỏ lên, làm nồi nước sơ sơ rồi bỏ mì tôm vô, hút miếng. Có nước nước. Cái mồ đó. Rồi bây giờ làm phần cơm. Có mũ bỏ mồ đó. Cơm thì tổ cũng đắp đi rừng. Ăn sáng bên bờ suối với những món ăn đạm bạc rất ngon. Bây giờ các anh sẽ lội khe lên đầu nguồn ha. Cái khe này như cái đầu nguồn, cái khe này chắc nó nhỏ như cái suối này không anh, như cái này không? Nhỏ luôn, dần dần lên, nhỏ hơn lên rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu giật cái dòng lên tới đỉnh quay ráp trên dưới của bà Tám dưới bà Sáu. Các anh lội khe nên là phải săn quần cao. Còn thường là thần Minh Quốc là chân trái chưa? Ồ, nước suối ở rừng Quảng Nam rất lạnh. Luôn luôn lạnh. Trời hè thì mình thấy mát, mà giờ trời này thì thấy lạnh. Bạn có thể nhìn thấy khe nước lúc này, nước chảy hiền hòa, khác hẳn với chiều hôm qua lúc trời mưa. Nước đục ngầu và rất là dữ dội. Có bồng cây này mà họ đục cái lỗ rộng rộng lên, bây giờ để hòn đá úp vô lòi cái lỗ, để cái chừa một lỗ nhỏ thôi để cho ông vào làm mật trong đó.
Rồi đến mùa là họ đi thu hoạch. Mà ở đây thì người ta sao biết cái tổ này là do mình làm, cái tổ kia người khác làm anh? Cái tổ trên ngọn cây thì ông tự nhiên. Dạ. Cái ông này là mình tự làm nữa, hắn tự bay đến và ông ở. Bạn có thể thấy cái tổ ong trong bụng cây. Ong ruồi. Mời các bạn cùng tham quan khu lán trại của chúng tôi. Và tôi xin giới thiệu đến các bạn một trong những cái phương pháp và bảo quản đồ điện tử của mình. Đó là mình chuẩn bị những cái bịch ni lông cỡ tầm từ 2 đến 5 kg. Cái thể tích của nó như vậy. Và chúng ta để các thiết bị, ví dụ như ở đây tôi đang sạc một cái GoPro với cục pin 20.000. Thì mình bỏ vô đây và gắn dây điện và cột nó lại. Mùa này thì trời ở Quảng Nam mưa nhiều, rất là ngại trời mưa giông vào buổi chiều. Nên sau khi dùng sạc bất kỳ thứ gì, mình cho vô một cái túi chống nước để vô đây. Ngoài ra thì tất cả đồ bảo quản thì mình đều treo lên phía trên cao hết. Treo lập những cái thanh giá, những cái đà thì treo đồ cho nó cách xa mặt nước, mặt đất bị ẩm ướt đi. Điều đó cũng giúp cho đồ của chúng ta được bảo quản tốt hơn. Đồ chúng ta bỏ vô những cái bịch ni lông bự như thế này. Tất cả đồ đạc đều phải treo lên để chống nước, chống mưa. Còn đồ để trong túi thì phải bỏ bịch ni lông như thế này hết. Tất cả thứ đồ. Bây giờ đến giờ nấu cơm rồi. Và bếp lửa chúng ta, các bạn có thể thấy phía trên là dàn hóng củi. Các bạn có thể thấy hai thanh gỗ tươi ở đây. Có ai đoán ra được làm chức năng gì không ạ? Hai thanh gỗ tươi này là để lót và kê cái nồi lên. Gỗ tươi thì cháy rất là chậm nên là quá trình bắt lửa của nó rất là lâu. Trong những chuyến đi rừng trước của tôi thì ở những nơi mà mình cần đốt lửa để sưởi ấm lâu á, mà không cần phải đi lấy củi lại á, thì chỉ cần đốt một cây gỗ tươi thôi, một vài nhánh gỗ tươi là có thể không nóng cả đêm, nó cứ cháy âm ỉ cả đêm. Còn gỗ khô thì rất nhanh cháy nhanh hết. Chúng ta có thể nhìn thấy một số đồ gia vị ở trên rừng, gần như là đầy đủ những món đồ thiết yếu cơ bản thôi. Phía kia là dòng suối mát. Có cái chỗ úp chén đĩa, các bạn có thể thấy không ạ? Đây là cái số 7 bằng dây thắng xe đạp mà các anh Kim Lâm đã gỡ được hôm nay trên rừng. Còn đây là dâu đất. Để vào đất. Ăn nguyên trái luôn ha. Ăn trái, bỏ cái phần trong, hột còn non, hột còn lâu, bỏ. Ngon không? Chua lắm. Chấm bỏ hột thì đắng. Bỏ hột thì đắng lắm. Để luôn. Đây, cây hoa của cây rau chua, có bông. Mai chân vịt đó. Rất đẹp. Với lá gì? Đây là chân vịt đúng không? Chân chim. Đây, chân chim. Đâu? Chân chim. Ngủ với bì đâu anh? Đá. Là bì là chân chim đúng không? Sao lại ra anh? Bây giờ co cái đồ gửi luôn đây. Còn ba chén này với hai chén cơm nữa. Ta uống rượu, uống tre nè. Hôm nay những món này toàn là đồ tre thôi, từ tre mà ra thôi. Cái xa cái. Ui vô cào hả? Ừ. Thì cũng chích từng con vô cổ. Ừ. Chứ không có vui như anh đây. Ui, cái sát bát nhiều dễ sợ luôn. Nó còn cái bụi cây mà gần khe mà bụi ô mà cũng có bóng đó. Buổi chiều ở trong rừng thì không có món gì, cũng đạm bạc thôi. Rượu ống tre, với trái dầu đất. Cho luôn cho con dài đi. Con vừa uống rồi đó.
chua ngon. Đúng ra là phải uống rượu trước khi ăn dầu. Em làm sai rồi, phạt uống lại. Được phạt tới hết. Uống lại đó, uống lại. À, đây là trái cái chua, nó hoa rất là đẹp. Quay hết người hay. Ngon á. Đặt đây qua hầm đâu. Anh gắp mồi cho anh Thắng đàng hoàng tử tế chứ mình. Ngon quá à. Thiếu rau cái chùm này được á, anh chùm này bảy vòng là hết con trai, ba vòng hết con trai. Anh nay anh đánh sâu. Rừng này sâu nhiều, hại cây, hư cây, hư cối hết. Sao được không? Hư hết cây. Sâu, hư hết cây, anh thêm. À, bắt cái dao lũng phốt. Đó là dao còn non á, dao mình chín đỏ đầy luôn. Đẹp lắm ha. Cái dao này chắc rất nhiều nhé. Nó chín mà đây nó ngọt. Cái chua. Không phải là ngọt lắm mà vừa thôi. Đấy, chua. Chị cười. Lo mà tán con làm trăm gì chứ. Hết rồi. Lúng rồi. Lúng rồi. Bị lúng rồi. Trong thủ tục ạ. Lá chua nè. Chua lắm. Mở vô hết trong miệng. Nhai nhấp nhép. Mà dưới đồng bàn á. Là cái lóa này cũng lành và đẹp luôn. Tại vì tên đừng á, hắn vì sao không ăn, chứ ở dưới đồng bàn là phun thuốc lần sao cháy hết lần cái lóa cũng lành nạn. Đúng rồi, đúng phun thuốc hết rồi. Ờ, phun thuốc hết rồi, cái lóa cũng lành nạn. Lần sao cháy đồng bàn ăn được. Còn tên đừng lần sao vẫn còn sống để ăn được đây. Bởi cái này là không thuốc, không mang gì hết. À đúng không? Mình ăn rau trời sạch luôn á. Trời, coi thấy ăn là nát bét rồi. Thôi em ăn sạch, rau sạch, mình phải ăn. Sạch sẽ luôn, sạch sẽ luôn. Rau sạch mình phải ăn. Mà thấy không có rừng này chứ có rừng này ăn luôn. Ăn lá thì ra thật ra giữa rừng thật ra giữa rừng thì rau rất là sâu cũng sạch đúng không anh? Cái gì cũng sạch. Còn mấy cái tròn không thịt xông khói sau khi luộc xong thì sau khi luộc xong thì bỏ lên xông khói để bảo quản nhiều ngày. Lộn quá nó gãy rục này bởi đây mới vót mảng cái này thạc này. Chứ còn mình muốn đứa em cũng biết chứ cái dùa trai này em thấy rồi đó. Nhưng mà tôi luôn mất cái mấy. Ờ, dây mây cũng được. Dây mây. Dẻo thành như lạc rồi đúng không? Dẻo thôi cái này anh. Mà dây mây nó còn có chỗ buộc. Cái này nó tuột, nó cong nó tuột luôn. Đó đó em sợ á, em có đụng bò dài đó. Xé tay à. Thiện chín quá thì bình thường nó có gì đâu. Thơm quá. Chín quá là cho nó hết mùi hôi. Đâu có gì đâu. Cái mùi khói thì nó bám vô thịt thơm lắm anh, ngon lắm. Thịt đó như sao sao đó sống quá cũng loài nhưng mà em sợ lạ. Em sợ 3 ngày nữa mà mình để lửa như thế này đó là nó khô hết đang 3 ngày nữa sống quá thiện thúi ruộng ơi thấy có người ngã là nó tôi lục chứ lục tôi chùm lửa miếng thằng tôi cây chưa chín tôi chùm miếng tay nữa đi rừng thì chắc có mới có cơm cháy. Dạ anh Thắng làm cái anh Thắng rồi bác cứ làm miếng giữa đi rồi. Đấy là cái món đồ nhẹ lắm. Đấy ngon quá. Thế mình nhá. Đấy không mong bộ đồ. Rồi. Tuyệt vời Thánh ơi. Vũ lắm mà. Má mát quá. Hôm qua bác Thánh đã dìu em bao nhiêu đoạn suối. Rồi tuyệt vời tuyệt vời. Quá tuyệt vời bác Thánh ơi. Các bạn có thấy cái rổ để chén này không ạ? Mấy hôm trước thì mọi người để chén trên đá. Hôm nay thì mình làm một cái đan một cái tấm phên. Để chén ở đây cho nó gọn gàng và sạch sẽ, ráo nước. Giờ lấy cái chén vô đây, vô trong láng uống nước trà. Bếp đây. Ui, bếp tàn lửa hết trơn này. Làm tí trà uống matcha ấm. Anh Môn thấy em đăng cái tấm này để phơi được không? Để phơi chén rồi sạch sẽ đúng không? Nên là đừng có để cái nồi chén bát thôi. Chén bát thôi à? Đâu nồi vẫn để sạch mà. Nồi vẫn được một cái mình cắt. À. Mà khi xong nếu xong là để nồi. À. Rất tiện lợi. Và mình thấy anh đầu tiên anh làm nó thấy đẹp. Như người cái khu mình xưa cũng hay làm này, nó
mất thời gian. Mất thời gian quá đúng không anh? Vô rừng đâu làm như thế này đúng không? Nếu như trong vòng xưa là còn đi làm trong rừng nữa, ví dụ như anh ở là cỡ 2-3 tháng là anh phải làm. Rất tiền lợi. Trên bát để mau khô sạch sẽ. Đúng rồi. Bây giờ là 6 giờ kém 20 và mọi người đã ăn xong và vào lán. Bữa ngày nay là bây giờ sớm 20 phút, 30 phút. Ở giữa rừng thì buổi chiều rất là lạnh, mọi người vô võng sớm để làm nghỉ. Bây giờ là đã gần 5 giờ 20 phút, 6 giờ 20 phút. Mọi người đang có một cách giải trí riêng của mình, có người thì nghe radio, có người thì ôm smartphone chơi game. Như anh Mon đang làm gì đó? Dạ, đang xem ảnh. Xem ảnh à? Ngày nay đi chụp công tác à? Dạ. Anh Mon đang xem ảnh. Suối vẫn chảy rồi kia, hôm nay thì không có mưa dông buổi chiều. Chúc các bạn ngủ ngon, bây giờ mình đã chuẩn bị lên chuồng rồi. Sáng mai hẹn gặp lại các bạn lúc 4 giờ sáng. Buổi sáng trong rừng thì dậy rất là sớm, trời lạnh nhưng mà mọi người nấu ấm chè uống rất là ngon. Sáng bên bờ suối, mọi người ngồi uống trà, trời lại âm u và bắt đầu có dông. Lánh cấm. Sau khi đi làm về, các anh ghi chép cẩn thận lại. Sau lai thì nặng lắm. Ở phía ngoài có khoảng 7 con ong. Các loài đang muốn bay vô tranh giành tổ ong.